trong một swim team thì Huyền nghĩ rằng là sẽ có những cái vị trí nào Huyền? Trong một scrum team thì đầu tiên sẽ có scrum master ạ. Thứ hai là product owner và thứ ba là development team. Đấy là ba cái role development chủ. Team đúng rồi, development team thì sẽ có những ai ở trong development team được count là development team. Trong development team thì sẽ có developer và tiếp PO à quên sorry QA và BA ạ. Rồi design cũng được tính luôn ha. Tức là những cái bạn mà tham gia để phát triển sản phẩm về IT ngoài BO và SM ra thì được count rằng là development team. Thì bạn Huyền trả lời rất là đúng ha. Thì nhân tiện đây ấy, thì mọi người có biết là BO là để làm gì không? Nguyễn Ngân. Ngân là của Ari luôn đúng không? Dạ. Thì Ngân biết rằng là BO là từ viết tắt của cái gì không? Dạ, product owner. BO làm gì? Cái công việc của BO là làm gì? Dạ, BO là cung cấp ra những yêu cầu để mà hoàn thiện cái sản phẩm mà họ mong muốn. Còn gì nữa? Dạ, theo em biết thì đối với công ty Outsource thì BO là cái người khách hàng mà để đưa ra những cái yêu cầu mà họ mong muốn để hoàn thiện sản phẩm cho họ. Còn đối với những công ty product thì em nghĩ là có thể cần PO hoặc là không cần. Tại sao không cần? Dạ tại vì ở công ty product thì thường nếu mà họ muốn làm ra một cái product thì họ sẽ thường tự đi research hơn là sẽ có PO. Sẽ bị research một cái tập user lớn hơn là PO. Thế là research xong cái là đưa vào development làm luôn. Dạ không ạ. Dạ không. Vậy thì ai sẽ là cái người mà đứng ra để coordinator để có thể làm được? Em nghĩ là nếu mà coordinator thì phải có PO để tổng hợp lại những cái yêu cầu từ cái tập user lớn đó. Tức là sớm muộn gì cũng sẽ cần thêm một cái người contact boy để đưa từ cái tập lớn xuống cái tập mà development team đúng không? Dạ đúng ạ. Thì cái đó gọi là PO ha. Không có thì khách hàng tự request xong rồi dev tự làm luôn, xong tự báo cáo luôn. Tương đối là cực. Ok rồi, cảm ơn Ngân. Rồi tiếp theo là rồi ok, mình sẽ có là vị trí các cái vị trí mà của bạn Huyền nói là đúng rồi ha. Thì